Mỹ Miranda Overton 21 tuổi, đồng ý thân mật với người tình một đêm nhưng sau đó tố bị hiếp dâm. Ngày 25 tháng 2, Miranda đã thừa nhận tội danh khai báo gian dối trước tòa án sơ thẩm liên bang tại quận Đông Virginia. Bản án xác định, tháng 7 năm 2018, Miranda quốc tịch Mỹ, làm đơn tố cáo bị một thủy thủ trong lực lượng hải quân Mỹ đóng quân tại căn cứ Norfolk Anh hiếp dâm. Tuy nhiên, thủy thủ này khai hai bên quan hệ tự nguyện sau khi gặp nhau qua ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Qua trích xuất camera giám sát, điều tra viên thấy rằng Miranda và thủy thủ đã hôn nhau trong thang máy ngay trước khi vụ hiếp dâm xảy ra. Ngoài ra, điều tra viên cũng phát hiện, trong lúc được kiểm tra pháp y để thu thập chứng cứ tấn công tình dục, Miranda đã khai rằng hai bên đồng ý quan hệ tình dục từ trước khi gặp mặt. Trước những chứng cứ trên, Miranda rút lại cáo buộc và thừa nhận đã nói dối vì sợ người thương sẽ chấm dứt quan hệ nếu phát hiện chị ta ngoại tình với thủy thủ. Miranda còn cho biết từng có lời cáo buộc gian dối khác trong quá khứ. Miranda không bị giam giữ chờ xét xử. Bản án sẽ được tuyên vào ngày 3 tháng 6 với khung hình phạt lên tới 5 năm tù. Quốc đạt theo này VTimes Left Blog Act. Oi.